nhà quàng Thiên Môn do anh Nguyễn Đức Tuấn, tốt nghiệp Đại học Hoa Kỳ về ngành tẩm liệm, làm giám đốc điều hành, đã dời về địa điểm mới 8351 đường Cathayla, thành phố Stanton. Khi hậu sự đến, người thân trong gia đình ra đi, tan gia bối rối. Đừng lo, hãy nghĩ đến nhà quàng Thiên Môn. Dù chung cất hay hỏa thiêu, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi đều có thể giúp quý vị. Nhà quàng Thiên Môn nhận chuyển tro cốt về Việt Nam và từ Việt Nam sang Hoa Kỳ trong vòng 5 ngày. Mọi chi tiết xin gọi anh Nguyễn Đức Tuấn 714-224-2501, 224-2501.